Kính chào tái ngộ quý vị khán thính giả. Trong video trước chúng tôi đã kể những cái điểm lịch sử thường bị bỏ qua hoặc xuyên tạc quanh cái Hiệp định Geneva 1954. Xin tóm tắt lại để quý vị dễ theo dõi. Thứ nhất đó là cái họ nhiều người lầm lẫn cho rằng cái sau Hiệp định Geneva thì nước Việt Nam chia thành hai lãnh thổ. Nhưng mà cái điều 6 của bản tuyên bố chung ghi rõ ràng là cái đường ranh giới quân sự tạm thời không thể diễn giải bằng bất cứ cách nào rằng đó là một cái biên giới phân định về chính trị hay lãnh thổ cả. Và điểm thứ hai thì các chính phủ miền Nam cố tình không thi hành các bước tiến tới tổng tuyển cử được quy định nơi điều 7 của bản tuyên bố cuối cùng của hội nghị Geneva. Điều 7 nó như thế này là để cho việc lập lại hòa bình tiến triển đến mức cần thiết và để thực hiện tất cả những điều kiện cần thiết cho nhân dân Việt Nam có thể tự do bày tỏ ý muốn. Cuộc tổng tuyển cử sẽ tổ chức vào tháng 7 năm 1956 dưới sự kiểm soát của một ban quốc tế gồm đại biểu những nước có chân trong ban giám sát và kiểm soát quốc tế đã nói trong Hiệp định đình chỉ chiến sự. Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1955 thì những nhà đương cục có thẩm quyền trong hai vùng sẽ phải có những cuộc gặp gỡ để thương lượng về vấn đề đó. Và nhưng mà chuyện đó không xảy ra, và chúng tôi cũng đã kể sơ sơ những cái nỗ lực tối đa của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để tiến tới việc tổng tuyển cử nhưng thất bại. Thì trong cái video vừa rồi cũng đã nhắc lại các tài liệu chứng minh ông Ngô Đình Diệm không hề ngăn cản Đỗ Quân. Ông Ngô Đình Diệm là thủ tướng của chính quyền bù nhìn quốc gia Việt Nam của Vatican và Pháp ngay 2 tháng sau khi Hiệp định Geneva được ký kết. Và ông cũng là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, là chính quyền tay sai của Vatican và Mỹ. Sau này chúng tôi sẽ trở lại vấn đề ông Ngô Đình Diệm theo cái dạng bài đã định trước. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về quốc gia Việt Nam. Và vì lý do đó thì chúng tôi sẽ đi ngược lại cái thời gian trước Hiệp định Geneva. Tức là từ lúc Bác Hồ đọc cái bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Và cái giai đoạn đó cho tới Hiệp định Geneva là nước ta có rất nhiều biến cố chính trị và Bác Hồ phải đối mặt với những cái thách thức chính trị rất là căng. Tôi tin rằng giáo sư Nguyễn Minh Quang sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện hấp dẫn. Thân chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi sẽ nói tiếp. Và đây là một cái thời điểm quan trọng, là theo ban biên tập thì nói về cái chính quyền quốc gia xuất hiện vào thời điểm nào, thì nó xuất hiện vào cái thời điểm mà từ ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945, tức là cái ngày mà Nhật hất cẳng quân đội Pháp, cái chính quyền Pháp, và cho đến ngày 11 tháng 3 năm đó mới kiếm được ông Bảo Đại và yêu cầu ông Bảo Đại thành lập chính phủ. Và tôi sẽ nói từ cái điểm mùng 9 tháng 3 này đó, cho đến 19 tháng 2 năm 1946 là cái ngày mà đêm hôm ấy là cụ Hồ Chí Minh tuyên bố kháng chiến toàn quốc, cũng vào lúc 8 giờ khi mà quân Nhật hất cẳng quân đội chính quyền Pháp, cũng vào lúc 8 giờ ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945, và cụ Hồ Chí Minh tuyên bố kháng chiến toàn quốc cũng vào cái 8 giờ nhưng mà là ngày 19 tháng 12 năm 1946. Thì chúng tôi sẽ nói những cái biến cố lịch sử xảy ra liên tiếp, mà cái nào nó xảy ra trước chúng tôi nói trước, cái nào nó xảy ra sau chúng tôi nói sau, gọi vắn tắt gọi là biên niên sử. Thì thưa quý vị, là vào mùa xuân năm 1945, vào đêm ngày 19 tháng 3, quân Nhật hất cẳng cái chính quyền Pháp ra khỏi sân khấu chính trị, thì lúc đó dân ta đã lâm vào cái cảnh chết đói vào khoảng 2 triệu người rồi, chứ không phải là mãi đến lúc đó mới chết. Nó chết từ cuối năm 1944 cơ, và nó kéo dài cho đến lúc đó là đã đến 2 triệu người rồi. Tôi thấy đã có người vì lý do này lý do nọ muốn làm giảm nhẹ cái tội ác của Liên minh xâm lược Pháp và Vatican thì đã đổ tội cho quân đội Nhật. Nếu mà tính theo phần trăm á, thì cái trách nhiệm về cái chết đói vào năm 1945 á, thì Liên minh Pháp Vatican chịu trách nhiệm 90% và quân Nhật chỉ là 10%, tức là giọt nước tràn đầy thôi. Và khi mà Nhật thực sự hất Pháp ra khỏi cái chính quyền Đông Dương thì cái số người chết đói đã tới 2 triệu rồi. Và mãi đến 17 tháng 4 đó,
ông Trần Trọng Kim mới thành lập nội các, mới lên cầm quyền thì coi như là ông Trần Trọng Kim là một cái thủ tướng của chính phủ bù nhìn của ông Bảo Đại và của Nhật, thì ông ấy chả có cái quyền lực gì, chả có cái tài chính gì, chả có cái làm được cái gì cả, thì coi như là cái trách nhiệm chết đói không phải do nơi ông ấy, mà ông ấy muốn luật cứu đói nhưng mà lại không có tiền. Thực sự là như vậy. Thế bây giờ tôi xin nói đến tiếp theo là Nhật đầu hàng. Vào cái thời điểm này á, thì quân đội đồng minh đã tiến đánh vào đến nội khu phòng thủ của nước Nhật, tức là đánh vào đến chính quốc Nhật, chứ không còn đánh lòng vòng ở các đảo ở ngoài Thái Bình Dương nữa. Thì nước Nhật thấy rằng sẽ thua đến nơi rồi, cho nên là khi mà họ là chính quyền Pháp để đưa để họ vào trực tiếp cai trị Đông Dương, thì có hai phe. Một phe là của Bộ Ngoại giao là muốn rằng đem ông Cường Đế với ông Ngô Đình Diệm trở về làm thay thế ông Bảo Đại. Nhưng mà cái phe quân sự ở Đông Dương thì họ cho rằng bây giờ tình hình như vậy, hãy giải quyết vấn đề ngay đó, là hãy giữ ông Bảo Đại và yêu cầu ông Bảo Đại đưa người lên làm thủ tướng. Nhưng mà ông Bảo Đại đã đề nghị đưa ông Diệm, nhưng mà sau hơn một tháng trời thì người Nhật nó tìm cách nó từ chối, và cuối cùng nó đưa ông Trần Trọng Kim về từ Singapore về đập nội các. Thì cái chính quyền này bắt đầu được trình diện với nhân dân ta là ngày 17 tháng 4 năm 1945. Chính quyền này chẳng làm được cái gì cả, nhưng mà có một cái việc rất là quan trọng làm được, đó là cái Bộ Giáo dục là do ông Hoàng Xuân Hãn thì phải làm bộ trưởng, và đã lo cái công việc gọi là chuyển ngữ, dạy chương trình trung học bằng tiếng Việt thay vì dạy bằng tiếng Pháp. Đến ngày mùng 6 tháng 8 thì quân Mỹ bỏ bom vào nước Nhật. Ông Trần Trọng Kim cảm thấy rằng cái chính quyền này không còn tồn tại nữa, cho nên ông ấy nộp đơn cho ông Bảo Đại xin từ chức. Thì ông Bảo Đại bây giờ cũng chưa có ai thải cả, thì anh cứ ở lại một chút đi. Thì sau đó là ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật tuyên bố đầu hàng vô điều kiện các nước đồng minh, mà thực ra là bây giờ là chủ chốt là nước Mỹ. Thì nhân cơ hội này, hình như là cái ban tổng bộ Việt Minh ở tại Tân Trào, họ đã tiên liệu được tất cả và họ theo dõi cái tình hình thế giới. Cho nên ngày 15 tháng 8 Nhật đầu hàng, thì ngày 13 họ đã biết trước, họ thành lập một cái ủy ban giải phóng đất nước. Thế là ngày 13, đó là nhớ như vậy. Thì khi mà Nhật vừa mới lại tuyên bố đầu hàng vào ngày 15, thì các cán bộ Việt Minh đã có sẵn ở Hà Nội với lại ở nhiều nơi, họ đôn đốc, họ điều động những cái người dân ở trong đó đang bức xúc về cái quân xâm lăng, cho nên tổ chức những cuộc biểu tình. Thì cái cuộc biểu tình vào ngày 17, 18 và 19 là của công chức của chính quyền cũ với lại nhân dân thành phố Hà Nội tham dự, và dưới quyền đôn đốc điều khiển lại lèo lái của cán bộ Việt Minh. Do đó ngày 19 tháng 8 là họ kéo đến cái tòa khâm sứ của ông Phan Kế Toại, tức là khâm sứ Đại Bắc Việt. Thì ông Phan Kế Toại cũng đầu hàng, chấp nhận tất cả những cái điều kiện của Việt Minh. Do đó là coi như ngày đó là ngày Việt Minh cướp chính quyền. Cái ta dùng chữ cướp đây không có nghĩa là như mấy ông mà nói là ăn cướp. Cái cướp đây là cái từ của người ta gọi là take over. Tiếng Anh nó là take over. Ta diễn dịch như vậy. Tôi đã thấy có một ông tiến sĩ sử đã cự nợ với tôi rằng là tại sao lại dùng cái chữ cướp. Chữ cướp tức là một cái ý nghĩa xấu. Nhưng mà từ trước đến giờ về vấn đề chính trị, giành lại chính quyền từ cái thế lực cũ cho đến thế lực mới, người ta đều dùng như vậy. Tức là giành lại chính quyền, nhưng mà người ta dùng cái chữ đó thì nó thuận hơn thôi. Chứ không có nghĩa là người ta đi ăn cướp. Cái quyền lực của nước Việt Nam là của người Việt Nam, mà thằng Pháp, thằng Nhật nó đến ấy, cướp của mình, thì bây giờ nếu mình có cướp lại thì phải cướp bằng võ lực. Ở đây thì đấy, sức mạnh của nhân dân trong ngày biểu tình đó mà cướp lại, chứ không phải lúc bây giờ là võ lực. Tuy vậy vẫn có cái thế lực võ lực võ trang, tức là cái lực lượng quần chúng đã sẵn sàng nổi lên chống lại cái thế lực của nhà nước mù nhìn của ông Bảo Đại lúc bây giờ. Thế thì sau khi mà ngày 19 tháng 8 giành được chính quyền rồi đó, thì dĩ nhiên là chưa có chính phủ. Ông Hồ Chí Minh chưa có chính phủ, thì ngày 23 tháng 8, có thể là ngày 23, 24 hay 25 tôi không nhớ, thì ông Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
Và cái lời tuyên bố đi vào lịch sử là ông ấy nói rằng tôi thà rằng, chữ tôi đây không phải là ấy, chữ chấm, à, thà rằng làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Thế rồi khai ngay khi mà ông ấy tuyên bố từ chức như vậy đó, gọi là thoái vị, thì cụ Hồ Chí Minh khôn lắm, cụ mới mời ông Bảo Đại ra làm cố vấn chính trị cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dĩ nhiên là ông Bảo Đại nhận lời. Và khi mà đã nhận lời rồi thì ông Bảo Đại phải từ Huế ra cư ngụ ở tại Hà Nội. Thì cụ Hồ Chí Minh dành cho một ngôi biệt thự cho ông Bảo Đại ở rất là sang trọng tại đường Gemata ở Hà Nội. Và hàng ngày nếu mà có họp thì có ông cố vấn ngồi bên cạnh. Cái đó là một cách khôn khéo của cụ Hồ Chí Minh là kiểm soát ông Bảo Đại. Ông Bảo Đại không thể nào mà liên lạc với người khác hay là các thế lực đối lập để chống lại chính phủ Hồ Chí Minh. Mà ông Hồ Chí Minh cũng tin rằng ông Bảo Đại không thể làm cái gì được. Thế nhưng đó là ngày sau cái ngày 25 ông tuyên bố thoái vị thì được mời ra làm cố vấn và ông di chuyển ra ngoài Hà Nội. Tôi không biết là ngày nào nhưng mà chắc chắn là trước ngày 2 tháng 9. Thì đến ngày 2 tháng 9 thì cụ Hồ Chí Minh tổ chức một cuộc meeting ở tại Vườn Hoa Ba Đình và công bố bản tuyên ngôn độc lập. Theo cái cuốn sách của ông Bất Tình Dừa này đó, thì cái con số người tham dự buổi meeting đó nó lên đến nửa triệu người tham dự, rất là long trọng. Và cái bản tuyên ngôn đó thì trong đó có một số lấy ý từ cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ đấy. Thế như vậy là ngày 2 tháng 9 là tuyên bố độc lập. Thì đồng thời vào khoảng độ tháng 10, 11, 12 thì quân đội Anh được Liên Đồng Minh chỉ định vào đổ bộ vào Sài Gòn để tước khí giới, ta gọi là giải giới quân đội Nhật ở miền Nam vĩ tuyến, từ vĩ tuyến 16 đến Sài Gòn. Thì cái quân đội Anh này là nó không có thực tế gì cả, nó âm mưu với thằng Pháp, nó cho cái quân đội Pháp giả dạng làm quân đội Anh vì nó là người Âu Châu cả, đổ bộ vào Sài Gòn. Rồi cái số người đó khoảng độ, tôi không nhớ rõ, nhưng mà khoảng độ 2.000 quân Pháp đi cùng với lại quân đội Anh vào Sài Gòn. Thì chính cái quân đội Pháp đó nó tìm các nhà tù mà giam giữ những người Pháp mà do Nhật giam giữ, nó giải phóng những người đó, nó thả người đó ra rồi nó võ trang cho người đó. Và cái đạo quân đó nó bắt đầu nó nổi dậy và nó đi cướp đánh phá chính quyền chúng ta. Và đúng ngày 23 tháng 9 năm 1945 là nó chiếm Sài Gòn. Vì bây giờ nhân dân ta, tức là chỉ có quân đội tự vệ, thực ra là vũ khí rất là thô sơ, mã tấu, mà miền Nam gọi là gậy tầm vong, tức là cái loại tre mà người ta nó vừa bằng cánh tay này, người ta làm vũ khí để đánh. Thì làm sao mà đối lại được cái quân đội chuyên môn thiện chiến mà nó đã từng chiến đấu trong thời đại nhị thế chiến chống lại quân Đức Quốc xã. Thành ra miền Nam Việt Nam bị nó chiếm, nhưng mà thực ra thì nó chỉ chiếm được những cái thành phố lớn ở miền Nam như là Sài Gòn, Mỹ Tho, Định Tựa, Vĩnh Đông với lại Rạch Giá và các trục giao thông nối liền các thành phố đó thôi. Còn những cái làng mà ở hai bên đường hay là ở các vùng sâu ở đồng quê, trong miền Nam gọi là ruộng á, ngoài vườn đó, với vùng sâu, tức là ở ngoài sâu ở trong xa ở các thành thế, với vùng cao tức là các vùng núi, thì hoàn toàn nằm trong Việt Minh kiểm soát. Dù đang nằm trong Việt Minh kiểm soát, mình chiếm được nhiều đất, nhiều dân như vậy, nhưng mà cũng không đủ chống cự lại được với quân đội Pháp. Nhưng mà quân đội Pháp cũng ít người, không rải ra vào đồng quê. Thành ra cái những vùng đồng quê rất là nhiều đó dưới quyền kiểm soát của Việt Minh, thì họ vẫn tiếp tục hun đúc tinh thần chống Pháp lúc bây giờ. Nhưng mà dù sao nó nói cho ta thấy rằng cái quân Pháp đã chiếm miền Nam vào ngày 23 tháng 9, tức là chiến tranh giữa Việt Nam, tức là Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chống lại quân Pháp, nó đã bắt đầu bùng nổ vào ngày 23 tháng 9 năm 1945. Thế bây giờ quân Pháp nó chiếm được rồi, nó coi như là nó chiếm được rồi mà nó tin tưởng rằng nó sẽ chiếm được. Thế nên nó nghĩ đến rằng làm thế nào nó kéo quân ra Bắc. Vì bây giờ miền Bắc là do gần 200.000 quân tàu tưởng, ta gọi là tàu tưởng, tức là quân Quốc dân đảng dưới quyền của ông Tưởng Duy Thạch. Thì cái đạo quân này nó cũng vào khoảng ngày 11, 12 nó vượt biên từ Lào Cai và Lạng Sơn, nó tiến vào Hà Nội. Thì cái lúc mà thời gian mà
cụ Hồ Chí Minh đã giành lại chính quyền từ người Nhật từ 19 tháng 8 cho đến ngày 10 hay 11, 12 tháng 9 năm 1945 đó, là Quốc dân đảng không có cái thế lực nào ở trong trong đất nước cả, cũng như là cái thế lực gọi là Việt Cách dưới quyền lãnh đạo của Nguyễn Hải Hần cũng không có thế lực nào cả. Cho nên cái ngày 11, 12 quân tàu tướng 180.000 quân vượt biên từ Lào Cai với lại Lạng Sơn vào, thì hai cái đạo quân, một số chứ không phải là đạo quân, Quốc dân đảng và Việt Cách theo đoàn quân Quốc dân đảng này để tiến vào Việt Nam. Thì trên đường tiến vào Việt Nam từ Lào Cai cũng như từ Lạng Sơn vào Hà Nội, thì quân tàu này nó là quân thổ ô, nó là quân thổ phỉ, nó là quân ăn cướp, đi đến đâu nó đánh phá, nó cướp, rồi nó hà hiếp nhân dân. Rồi đồng thời cái đám gọi là Việt Cách và Việt Quốc đi theo cái đoàn quân này lại đánh phá những cái chính quyền địa phương trên ven đường, tuyến đường từ Lào Cai và từ Lạng Sơn về Hà Nội. Thế tức là cái việc ăn cướp của quân tàu ô này có bàn tay của Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Cách ăn cướp đó. Sách này này, cũng như sách này này, họ nói rõ rằng đây là của ông Bạch Đăng Hôn, đây là của ông Vô Giáo Hân, là Quốc dân đảng và Việt Cách vì đi theo quân tàu làm những cái chuyện bất lương như vậy cho nên mất chính nghĩa. Đó, sau này là nhân dân nó ghét cái Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Cách, do đó là Việt Cách và Việt Quốc không có cái khả năng để thu phục nhân dân để mà theo họ, ủng hộ họ. Đến đây thì chúng tôi đã nói xong vấn đề Pháp đã lợi dụng cái sự quân Anh vào giải giới quân đội Nhật và trà trộn vào trong đó để cướp chính quyền ở tại miền Nam. Bây giờ tôi xin nói ở miền Bắc thì cũng vào ngày mùng 10, 11, 12 thì quân tàu tướng dưới quyền chỉ huy của hai tướng Tô Thiêu Văn và tướng Lư Hán dẫn hai đạo quân từ biên giới Lào Cai và Lạng Sơn vào, thì nó là 180.000 quân, có sách nói là 200.000 quân. Thì như vậy là cái đàn cái đạo, hai cái đạo quân này nó như là đàn kiến đó, nó vào là nó sâu xé, nó cướp đoạt, nó hại nhân dân, rồi nó bắt dân ta phải cung, chính quyền ta phải cung phụng những cái lương thực cho chúng nó. Do đó cụ Hồ Chí Minh với lại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản mới nghĩ rằng làm thế nào để mà giải hóa được cái đạo quân ăn cướp này. Thì khi mà 12 họ vào ngày 12 tháng 9 năm 1945 thì họ vào lãnh thổ, thì ngay sau đó Trung ương Đảng họ họp lại, không biết đây có phải là nhu cầu phát sinh sáng kiến không, thì họ họp lại họ mới nghĩ ra rằng là tổ chức tuần lễ vàng để quyên tiền của nhân dân ủng hộ để mà hối lộ cho nó, để mà giải hóa cái đạo quân ăn cướp này. Thì họ họp lại và cuối cùng thì họ quyết định là mở cái cuộc quyên vàng trên toàn lãnh thổ vào ngày 17, và chỉ có một tuần lễ thôi, 17 cho đến ngày 24 tháng 9 năm 1945. Cái số vàng và số tiền thì quyên được rất là nhiều, vì nhân dân ta rất là căm thù cái chính sách cai trị hà khắc dã man của Liên minh xâm lược Pháp và Vatican. Bị lúc bây giờ chúng ta tới một cổ bốn chồng hay là năm chồng, như tôi đã nói là Pháp đã bóc lột dân ta, rồi Vatican bóc lột dân ta, rồi giới công giáo Việt Nam bóc lột dân ta, rồi triều đình nhà Nguyễn bóc lột dân ta, rồi quân Nhật bóc lột dân ta, rồi cái bộ sậu quan lại triều đình mới bóc lột dân ta, rồi các những ông linh mục quản sứ các họ đạo bên cạnh chính quyền Pháp bóc lột dân ta. Thành ra nhân dân ta rất là bức xúc, rất là căm thù, cho nên là cái số tiền quyên rất là lớn. Và cụ Hồ Chí Minh với lại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản đã dùng cái số tiền đó để mua chuộc được hai cái tướng Thiêu Văn và Lữ Hán. Thì khi mà nó nhận được nhiều tiền quá thì tức là ăn cái củ hối lộ của mình thì phải mắc họng. Thế thì cuối cùng là giải hóa được, thì cái thằng Thiêu Văn đó, ông tướng Thiêu Văn với lại ông tướng Lữ Hán đó, nhận được hối lộ rồi đó, thì thay vì cái vũ khí của người Mỹ trước kia nó võ trang cho quân tàu tướng, thì bây giờ cái vũ khí đó nó chuyển bán cho Việt Minh. Thành ra cái quân đội của Quốc dân đảng đáng nhẽ được cái vũ khí đó quân tàu chuyển cho thì bây giờ lại không có. Quốc dân đảng Việt Cách cũng vậy. Thế thì sau đó thì nó đã như vậy là cụ Hồ Chí Minh với lại Đảng Cộng sản đã giải hóa được cái vấn đề khó khăn đối với quân tàu.
Thế bây giờ người Pháp á thì nó lại nghĩ rằng là nó muốn ra nó chiếm miền Bắc nữa, nhưng mà nó không có quân đội, và cái số quân đội nó chỉ có đợt, tính là 15.000 thôi. Nó mới tìm cách nó thương thuyết với chính phủ Tưởng Như Thạch ở Trùng Khánh vào ngày 28 tháng 2 năm 1946. Nó thỏa hiệp được cái thỏa hiệp đó, gọi là thỏa hiệp Trùng Khánh. Thì theo cái thỏa hiệp này đó thì quân Tàu sẽ rút về Tàu, nhường cho quân Pháp kéo ra 15.000 để mà thay thế quân Tàu giải với quân đội Nhật. Và bây giờ thì Tưởng Như Thạch cũng đang cần phải có quân Tàu rút về để đối đầu với lại quân Hồng quân Trung Hoa đang tiến mạnh ở miền Hoa Bắc và sẽ vượt Trường Giang để vào Hoa Nam. Thành ra ông Tưởng Như Thạch cũng cần rút những cái quân đội này về để đối đầu với lại Hồng quân Trung Hoa dưới quyền lãnh đạo của Mao Trạch Đông. Thế khi mà nó thương thuyết rồi thì người Pháp trả lại cho nó cái tô giới mà ngày xưa nó đã chiếm trước năm 1945, và cho nó được ưu đãi cái đường xe lửa và ưu đãi cho những người Tàu Trung Hoa được hưởng những cái đặc quyền đặc lợi buôn bán ở Việt Nam. Do đó là cái chợ lớn, tàu chợ lớn nó bắt đầu nó nảy nở ở từ đó đó. Thế khi mà nó ký xong cái thỏa hiệp đó ngày 28 tháng 2 năm 1946 rồi thì nó nghĩ rằng bây giờ mà giải quyết được với người Nhật, nhưng mà nếu nhân dân nó rất là tích cực ủng hộ ông Hồ Chí Minh, mà nếu kéo ra mà không được ông Hồ Chí Minh thỏa thuận thì nhân dân miền Bắc nó nổi lên nó chống, thì 15.000 quân Pháp làm sao mà chống nổi. Nếu không có chống nổi đi chăng nữa thì cũng chỉ một chỗ nào thôi. Do nó lại tìm cách nó liên lạc với lại cụ Hồ Chí Minh, hình như là ông Saint-Denis người Pháp đại diện đến tiếp tục với cụ Hồ Chí Minh. Đây là một cơ hội vàng vàng. Cụ Hồ Chí Minh thấy rằng nếu mà nó nói như vậy thì mình ký, nếu mình không ký nó vẫn kéo ra, mà mình sẽ lẫn đầu thọ địch, tức là nó vẫn kéo ra nó đánh mình, và đồng thời 180.000 quân Tàu nó lấy cơ đó lại tấn công mình nữa. Thế bây giờ chi bằng mình ký với nó một cái thỏa hiệp có cái điều kiện hai bên cũng chấp nhận được, và như vậy là mình giải quyết được ít nhất là hai vấn đề, là vấn đề giải quyết được quân Tàu và giải quyết được cái vấn đề quốc dân đảng với lại đảng Việt Cách. Nếu mà quốc dân là quân Tàu mà rút về Tàu rồi thì quốc dân đảng với lại cái đảng Việt Cách không còn có dựa vào đó để mà đánh phá cái chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của nhân dân ta nữa. Do đó ông ấy mới đồng ý là vào ngày 6 tháng 3 năm 1946 thì hai bên Pháp và ta ký một cái thỏa hiệp gọi là hòa ước mùng 6 tháng 3, gọi là tạm ước mùng 6 tháng 3. Thì có những cái điều kiện mà đúng như nãy tôi đã nói là 15.000 quân Pháp sẽ kéo ra thay thế 180.000 quân Tàu, và đồng thời họ chỉ được đóng những cái một vài thành phố quan trọng như là Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Nam Định với lại một vài số thành phố khác, vì nó chỉ có 15.000 quân thôi. Và cụ Hồ Chí Minh khi ký đó thì quốc dân đảng với lại Việt Cách mới tố cáo là cụ ký cái hiệp ước bán nước. Thì cụ Hồ thề rằng tôi không bao giờ tôi bán nước. Đó. Lời của cụ Hồ là đúng, mà cái lời tôi tuyên bố kia là vu cáo, mà cụ đã không bán nước, cụ đã giành lại được cái chủ quyền độc lập cho dân tộc. Thế là kể từ đó thì chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nhân dân ta chỉ còn đối phó với 15.000 quân Pháp, với lại quân số bây giờ là 1.800.000 người Kitô giáo đang ở rải rác khắp nơi trong nước á. Theo cuốn sách của thập giá lưỡi gươm của Linh Mục Trần Nam, nếu tôi không nhầm là trang 50 thì phải. Thì như vậy là, nhưng mà những cái 1.800.000 quân Kitô giáo đó là luôn luôn ủng hộ quân đội Pháp với Vatican, nhưng vì rằng quân Pháp nó chỉ đóng ở trong cái trục độ giao thông với các thành phố lớn, mà đa số những cái 1.800.000 Kitô giáo nó rải rác ở trong các xóm đạo ở trong nông thôn, mà 4 xung quanh cái xóm đạo đó là làng lương cả, nó không thể nổi dậy được. Nó chỉ nào khi nào mà quân Pháp đến nơi võ trang đó nó mới nổi dậy được. Thành ra trong cái thời gian từ đó cho đến năm 1949 nó chỉ có một số ít có thể là tiếp cận với lại quân đội Pháp thôi, nhưng mà mãi đến năm 1949 thì bắt đầu nó mới được Pháp, nó mới lan tỏa ra, nó có nhiều thêm quân đó, nó là bây giờ lính Bầu Đại đó, thì nó bắt đầu đánh phá Việt Nam nhiều hơn. Đấy, đó là tóm lại cái quyết định của cụ Hồ Chí Minh ký cái hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 là một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Và bây giờ thì có những người thuộc cái đảng đối lập là Việt Quốc và Việt Cách tố cáo cụ là bán nước, nhưng mà cụ đã thề không bán nước và cụ đã làm đúng như vậy. Thì bây giờ người ta có thể nói như vậy và không ai kiểm chứng được, là vì bây giờ chưa xảy ra.
Nhưng mà ngay sau đó cho đến khi mà kháng chiến thành công thì cụ Hồ đã làm những cái việc đúng như cụ đã nói. Vậy thì cụ không có bán nước. Lịch sử đã chứng minh, thấy rõ, tất cả ai cũng thấy rõ là cái việc làm của cụ Hồ là đúng rồi. Thế mà đến ngày nay vẫn còn có kẻ ngoan cố lươn lẹo nói rằng cái hành động mà cụ Hồ ký cái hiệp ước sơ bộ với người Pháp là một hành động sai lầm lớn lao. Thì tôi không hiểu cái ý đồ của họ nói như vậy là để làm gì, nếu không phải là mục đích để chẹt tạ uy tín của cái chính phủ của nhân dân ta dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh, và cũng là chẹt hạ cái uy tín của chính quyền Việt Nam chúng ta ngày nay. Những cái bài viết mà lên án cụ cho rằng cụ Hồ Chí Minh ký cái thỏa cái hiệp ước sơ bộ đó là sai lầm lớn lao, thì những cái bài đó vẫn còn ở trong internet, mà quý vị có thể kiểm chứng được cái những bài đó và biết rõ cái bộ mặt thật của những cái người nói như vậy là không phải là cái người đàng hoàng. Đến đây thì chúng tôi xin chào quý vị. Trong cái clip tới chúng tôi sẽ nói bàn tay của giáo hội La Mã quậy vào cái nước Việt Nam trong cái giai đoạn đó, tức là trước và sau khi ký cái hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3.